Sách Thi Thiên chương 23. Đấng chăn thiên thượng. Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến mé nước bình tĩnh. Ngài làm tươi mới linh hồn tôi, dẫn tôi vào các lối công chính vì cớ danh Ngài. Dù khi con đi trong trũng bóng chết, con sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng con. Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi con. Chúa dọn bàn cho con trước mặt kẻ thù nghịch con. Chúa sức dầu cho đầu con, chén con đầy tràn. Thật vậy, trọn đời tôi, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài. Sách Ma-thi-ơ chương 23. Đức Chúa Giê-su quở trách các thầy thông giáo và người Pha-ri-si. Lúc ấy, Đức Chúa Giê-su phán với dân chúng và các môn đồ rằng: các thầy thông giáo và người Pha-ri-si đều ngồi trên ghế của Môi-se. Vậy, hãy làm theo và tuân giữ những gì họ bảo các ngươi. Nhưng đừng bắt chước những gì họ làm, vì họ chỉ nói mà không làm. Họ buộc và chất những gánh nặng khó mang trên vai người ta, còn chính họ thì chẳng động ngón tay vào. Họ làm việc gì cũng cốt để cho người ta thấy. Vì vậy, họ làm những thẻ kinh thật rộng, rủ tua áo cho dài. Họ thích ngồi chỗ danh dự trong bữa tiệc và những ghế quan trọng nhất trong các nhà hội. Họ muốn được chào giữa phố chợ và được gọi là thầy. Nhưng các ngươi đừng để người nào gọi mình là thầy, vì các ngươi chỉ có một thầy, còn mọi người đều là anh em. Cũng đừng gọi bất cứ người nào trên đất này là cha, vì các ngươi chỉ có một cha là đấng ở trên trời. Cũng đừng để người nào gọi mình là chủ, vì các ngươi chỉ có một chủ là đấng Christ. Ai là người lớn hơn hết giữa các ngươi sẽ làm đầy tớ các ngươi. Hễ ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn người nào tự hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Khốn cho các ngươi, các thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là những kẻ đạo đức giả. Vì các ngươi đóng cửa thiên đàng trước mặt người ta, chẳng những chính các ngươi đã không vào mà lại còn ngăn cản những ai muốn vào nữa. Khốn cho các ngươi, các thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là những kẻ đạo đức giả. Vì các ngươi đi khắp biển cả và đất liền để đem một người vào đạo, nhưng khi người ấy nhập đạo rồi, các ngươi làm cho người ấy trở nên con của hỏa ngục gấp đôi các ngươi. Khốn cho các ngươi, những kẻ dẫn đường mù quáng. Các ngươi bảo rằng, nếu người nào chỉ đền thờ mà thề thì không can gì, nhưng nếu chỉ vàng của đền thờ mà thề thì bị ràng buộc. Hỡi những kẻ ngu dại và mù quáng kia, vàng hay đền thờ làm cho vàng nên thánh, cái nào trọng hơn? Các ngươi bảo rằng, nếu người nào chỉ bàn thờ mà thề thì không can gì, nhưng nếu chỉ lễ vật trên bàn thờ mà thề thì bị ràng buộc. Hỡi những kẻ mù quáng, lễ vật hay bàn thờ làm cho lễ vật nên thánh, cái nào trọng hơn? Vì vậy, người nào chỉ bàn thờ mà thề, tức là chỉ bàn thờ lẫn lễ vật trên đó mà thề. Người nào chỉ đền thờ mà thề, tức là chỉ đền thờ lẫn đấng ngự tại nơi ấy mà thề. Còn người nào chỉ trời mà thề, tức là chỉ ngai của Đức Chúa Trời lẫn đấng ngự trên ngai mà thề. Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là những kẻ đạo đức giả. Vì các ngươi dâng 1/10 bạc hà, hồi hương và rau cần, nhưng lại lãng quên những vấn đề trọng đại hơn của luật pháp là công lý, lòng thương xót và đức tin. Các ngươi phải làm những điều này, nhưng cũng không được lãng quên các điều kia. Hỡi những kẻ dẫn đường mù quáng, các ngươi lọc con ruồi mà lại nuốt con lạc đà. Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là những kẻ đạo đức giả. Vì các ngươi rửa sạch bên ngoài chén đĩa, nhưng bên trong thì đầy dẫy sự tham lam và phóng túng. Hỡi người Pha-ri-si mù quáng, trước hết phải rửa bên trong chén đĩa để bên ngoài cũng được sạch. Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là những kẻ đạo đức giả. Vì các ngươi giống như mồ mả tô trắng, bên ngoài có vẻ đẹp đẽ, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và mọi thứ ô uế. Các ngươi cũng vậy, bên ngoài làm ra vẻ công chính trước mặt người ta, nhưng bên trong thì đầy sự gian ác và đạo đức giả. Khốn cho các ngươi,
Thầy thông giáo và người Pha-ri-si là những kẻ đạo đức giả. Vì các ngươi xây mộ của các nhà tiên tri, trang hoàng mã của những người công chính và nói: nếu ở cùng thời với các tổ phụ, chúng tôi chắc không tham dự với họ trong việc làm đổ máu các nhà tiên tri. Như vậy, các ngươi đã tự xác chứng rằng mình là con cháu của những kẻ sát hại các nhà tiên tri. Thế thì, hãy đổ cho đầy cái lường tội lỗi của tổ phụ các ngươi đi. Hỡi loài rắn, dòng dõi rắn độc kia, làm thế nào các ngươi thoát khỏi sự đoán phạt của hỏa ngục được? Vì vậy, ta sai các nhà tiên tri, những người khôn ngoan, các thầy thông giáo đến với các ngươi, thì các ngươi sẽ giết và đóng đinh những người này vào thập tự giá, đánh đòn những người khác trong nhà hội và bắt bớ họ từ thành này đến thành kia, để máu của tất cả những người công chính đã chảy ra trên đất đều đổ trên các ngươi, từ máu vô tội của Abel cho đến máu của Sachari, con trai Barachi, người mà các ngươi đã giết ở giữa khoảng nơi thánh và bàn thờ. Thật ta bảo các ngươi, tất cả những điều ấy sẽ xảy đến cho thế hệ này. Lời tiếc thương cho Jerusalem. Hỡi Jerusalem, Jerusalem, ngươi giết các nhà tiên tri và ném đá những người được sai đến với ngươi. Đã bao lần ta muốn tụ họp con cái các ngươi như gà mẹ túc con mình lại, ấp ủ dưới cánh mà các ngươi không muốn. Này, nhà các ngươi sẽ bị hoang phế. Vì ta bảo các ngươi sẽ không thấy ta nữa, cho đến lúc các ngươi nói: chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến. Sách Ê-sai chương 3. Sự phán xét Jerusalem và Juda. Này, Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ cất khỏi Jerusalem và Juda nguồn cung cấp và nơi nương cậy, tức là mọi nguồn cung cấp bánh và nước. Ngài sẽ cất đi những anh hùng và chiến sĩ, quan xét và nhà tiên tri, thầy bói và trưởng lão, chỉ huy trưởng 50 quân và các nhân sĩ, cố vấn, những người lãnh đạo nghề ma thuật và các phù thủy chuyên nghiệp. Ta sẽ cho những cậu bé chỉ huy họ và lũ trẻ con sẽ cai trị họ. Dân chúng lấn lướt nhau giữa người này với người kia, người lân cận với người lân cận, người trẻ hỗn láo với người già, người hèn hạ lấn lướt người tôn trọng. Khi người ta sẽ bắt một anh em trong nhà cha mình mà nói: anh còn áo choàng, hãy làm lãnh tụ chúng tôi, và đống đổ nát này sẽ ở dưới quyền của anh. Trong ngày đó, người ấy sẽ trả lời rằng: tôi sẽ không cai trị đâu, nhưng trong nhà tôi không có bánh cũng không có áo choàng. Xin đừng lập tôi làm lãnh tụ của dân chúng. Vì Jerusalem phải nghiêng ngả và Juda phải sụp đổ, bởi lời nói và việc làm của họ đều chống lại Đức Giê-hô-va, phản loạn trước sự hiện diện vinh quang của Ngài. Bộ mặt họ làm chứng chống lại họ, họ tuyên bố tội lỗi mình như thành Sodom, chẳng giấu giếm gì cả. Khốn cho linh hồn họ, vì họ đã làm hại chính mình. Hãy nói với người công chính rằng phước cho họ, vì họ sẽ hưởng kết quả của việc mình làm. Khốn cho kẻ gian ác, nó hẳn phải mang họa, vì nó sẽ chuốc lấy hậu quả do tay mình gây ra. Dân ta bị trẻ con ức hiếp và đàn bà cai trị họ. Ôi dân ta, kẻ dẫn đường ngươi làm cho ngươi lạc hướng, họ làm rối loạn đường lối ngươi. Đức Giê-hô-va đứng lên biện luận, Ngài đứng mà xét xử các dân tộc. Đức Giê-hô-va đến phán xét các trưởng lão của dân Ngài và các lãnh tụ của họ. Chính các ngươi là kẻ đã ăn nuốt vườn nho của cướp bóc người nghèo đang ở trong nhà các ngươi. Sao các ngươi dám chà đạp dân ta, giày vò mặt mày người nghèo khó? Chúa Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Đức Giê-hô-va phán: vì những con cái Si-ôn kiêu kỳ, vừa đi vừa ngẩng cao cổ, liếc mắt đưa tình, vừa đi ổng ẹo, vừa khu kiền dưới chân, nên Chúa sẽ làm cho da đầu con gái Si-ôn đóng vảy, và Đức Giê-hô-va sẽ khiến đầu chúng bị cạo trọc. Trong ngày đó, Chúa sẽ lấy đi đồ trang sức như kiền dưới chân, lưới trùm đầu và lược cài tóc, hoa tai, xuyến và mạng che mặt, mão, dây chuyền mắt cá, thắt lưng, hộp hương liệu và bùa hộ mạng, nhẫn và vòng đeo mũi, áo lễ, áo lá rộng, áo choàng và túi xách tay, gương soi, quần áo lót bằng vải gai, bằng cột tóc và khăn trùm đầu.
sẽ có mùi hôi thối thay vì hương thơm, dây thừng thay vì thắt lưng, đầu hói thay vì tóc quăn, áo vải thô thay vì áo dài đẹp đẽ, vết sắc nung thay vì sắc đẹp. Những người nam của ngươi sẽ gục ngã vì gươm, những dũng sĩ của ngươi sẽ bị tử trận. Các cổng Siôn sẽ than khóc vì thảm sầu, nó sẽ ngồi trên đất hoang vu. Sách Ê-sai chương 4. Trong ngày đó, 7 người nữ sẽ nắm chặt một người nam và nói rằng: chúng em tự lo liệu bánh ăn áo mặc, chỉ xin cho phép chúng em được mang tên chàng. Xin chàng cất đi nỗi ô nhục của chúng em, tương lai vinh quang của những người sống sót tại Siôn. Trong ngày đó, chồi của Đức Giê-hô-va sẽ đẹp đẽ và vinh quang, hoa quả của đất là niềm hãnh diện và vinh dự của những người Israel còn sót lại. Những người còn lại ở Siôn, những người còn sót lại ở Jerusalem sẽ được gọi là thánh. Tất cả được ghi vào sổ những người sống tại Jerusalem. Khi Chúa dùng thần công lý và thần thiêu đốt để tẩy rửa sự ô uế của các con gái Siôn và tẩy sạch máu của Jerusalem khỏi giữa nó, thì trên khắp núi Siôn và trên hội chúng, Đức Giê-hô-va sẽ tạo ra một đám mây vào ban ngày, khói và lửa rực sáng vào ban đêm. Vì sẽ có một cái vòm che trên mọi vinh quang, nó sẽ là cái lều làm bóng che khỏi nắng nóng ban ngày và là nơi trú ẩn để tránh bão táp mưa sa.